Sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trưởng tiểu ban nhân sự Đại hội 14 của Đảng đã chủ trì phiên họp đầu tiên của tiểu ban nhân sự. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội 14 của Đảng không chỉ là nhiệm vụ của tiểu ban nhân sự của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Ban Chấp hành Trung ương mà là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị phải làm tốt công tác nhân sự từ đại hội đảng bộ các cấp để góp phần chuẩn bị tốt nhân sự cho đại hội 14 của đảng các cấp quỹ, tổ chức đảng các cơ quan đơn vị, nhất là người đứng đầu và ở những nơi có cán bộ tham gia quy hoạch cán bộ cấp chiến lược được giới thiệu tham gia ban chấp hành Trung ương khóa 14 phải chịu trách nhiệm trước tiểu ban nhân sự, trước bộ chính trị và ban chấp hành Trung ương về nhân sự do mình đề xuất giới thiệu. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu phải chống tư tưởng cục bộ, địa phương, thân quen, cánh hẩu, lợi nhóm, tránh cách làm giảng đơn, tùy tiện, vô nguyên tắc, phải bằng mọi biện pháp dứt khoát không đưa vào cơ quan lãnh đạo những người không xứng đáng, không đủ tiêu chuẩn, nhất là những người đã phạm sai lầm hoặc xa xuất về phẩm chất đạo đức, vướng vào tham nhũng, chạy chức, chạy quyền, gây mất đoàn kết, ảnh hưởng xấu đến uy tín của đảng.